âm nhạc tỏa sáng. Âm nhạc tỏa sáng. Nam Hiệp xin gửi lời chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Âm nhạc tỏa sáng. Chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và Hội Âm nhạc Thành phố phối hợp thực hiện. Ngoài kênh radio ở tần số FM 99.9 MHz thì quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình đang được phát trực tuyến tại trang web của đài ở địa chỉ là voh.com.vn, hoặc là chúng ta có thể nghe chương trình một cách tiện lợi và dễ dàng thông qua app ứng dụng VOH Radio Online. Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề giai điệu từ trái tim, với những ca khúc hướng về việc phòng chống dịch Covid-19 do Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh phát động, thì chương trình Âm nhạc tỏa sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một nhạc sĩ rất là quen thuộc với chúng ta, đó là nhạc sĩ Kiều Tấn Minh, người đã có nhiều ca khúc gắn với đề tài phòng chống dịch Covid-19, nhiều sáng tác về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và cũng đoạt được rất nhiều giải thưởng âm nhạc trong suốt thời gian vừa qua. Xin được giới thiệu cùng quý thính giả khách mời của chương trình Âm nhạc tỏa sáng ngày hôm nay, nhạc sĩ Kiều Tấn Minh. Xin chào quý thính giả của chương trình Âm nhạc tỏa sáng. Tôi rất là vui và xúc động được mời trở lại giao lưu với chương trình trong chủ đề giai điệu từ trái tim. Dạ, hôm nay chắc chắn là nhạc sĩ Kiều Tấn Minh cũng sẽ mang đến cho chúng ta những ca khúc theo chủ đề này. Và hôm nay đặc biệt là hai ca khúc mà nhạc sĩ mang đến chương trình đều là hai ca khúc phổ thơ. Và bây giờ thì Nam Hiệp xin được giới thiệu ca khúc đầu tiên, một ca khúc tri ân y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Ca khúc được mang tên Tình Blue Trắng. Chắc là nhạc sĩ chia sẻ một chút về ca khúc này, cái hoàn cảnh sáng tác cũng như là cái thông điệp mình gửi gắm qua ca khúc này. Thưa các bạn, bài hát Tình Blue Trắng là từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Thục Nguyên. Khúc này phải nói là nó có một cái sự việc là hơi thú vị, là chỗ này nó có hai lần phổ. Lần phổ thứ nhất là tôi nhận được bài thơ do nhà thơ gửi trên Zalo từ mùa dịch của năm 2020, là lúc đó tôi chỉ phổ có 5 khổ thôi, và bài thơ thì có 6 khổ thơ, nghĩa là tôi bỏ bớt đi 4 cọc. Và lần thu âm này đó, trước đó thì là do ca sĩ Nam Quang Ngọc thể hiện. Năm nay thì dịch bệnh bùng phát dữ dội tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, thơ và tôi có thống nhất ý kiến, chúng tôi thêm một đoạn nữa vào để ý nghĩa được thoát lên rõ rệt trong cái lời hát. Lần này người thể hiện thì là ca sĩ nữ, là ca sĩ Hoài Nguyên. Thông điệp bài hát là ca ngợi những y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, vì mọi người vì mang y đức ở trong tim mình mà dấn thân trong tâm dịch, tạm gác mọi niềm riêng, ngập ngừng vì người bệnh. Là cả hai phiên bản là sự bổ sung thêm về nội dung, chứ không hề có sự thay đổi lớn về giai điệu và tiết tấu. Lấp lánh ân tình blue trắng ơi, diệt xác Covid-2 quyết cứu người. Vào cả sáng từ đêm không ngủ, cây mắt mà lòng nghe vẫn vui. Lâu lắm không về thăm người thân, nhìn nhóm qua lăng kính trong ngần. Nhớ nhung ai sâu vào tim nhỏ, tay chạm tay sao bỗng bâng khuâng. Thôi nhé, chiều nay chẳng hẹn đâu, bao người còn dịch bệnh đã đau, đã vương y nghiệp, vương y nghiệp trên áo trắng. Trách nhiệm lương tâm đứng hàng đầu, lo lắng riêng tư giờ gác lại, chăm sóc bệnh nhân dành hết thời gian. Áo thiên thần sáng trong ma trận, thôi thúc tình yêu nước thương dân. Dịch bệnh đang diễn biến khó lường, cả nước cùng chống dịch khẩn trương. Em vào tâm dịch, lòng không đau đớn, khi trong tim vang tiếng gọi quê hương.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Tình Blue Trắng, sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Kiều Tấn Minh, phổ từ những lời thơ của nhà thơ Thục Nguyên với tiếng hát của ca sĩ Hoài Uyên, món quà đầu tiên mà nhạc sĩ Kiều Tấn Minh mang đến cho chương trình Âm Nhạc Tỏa Sáng ngày hôm nay. Và chúng ta có thể cảm nhận được những cái lời thơ rất là ý nghĩa hướng về những y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Lấp lánh ân tình Blue Trắng ơi, diệt sát Covid-2 quyết cứu người. Vào ca sáng từ đêm không ngủ, cay mắt mà lòng nghe vẫn vui. Đó là những lời thơ trong ca khúc này. Và để hiểu rõ hơn về thông điệp, về ca từ giàu chất thơ trong ca khúc Tình Blue Trắng, thì Nam Hiệp xin mời nhạc sĩ Kiều Tấn Minh cũng như là quý thính giả chúng ta cùng nghe những chia sẻ từ nhà thơ Thục Nguyên, tác giả thơ của ca khúc này nha. Xin chào nhà thơ Thục Nguyên ạ. Xin chào chương trình Âm Nhạc Tỏa Sáng. Xin chào Nam Hiệp. Dạ vâng, với bài thơ Tình Blue Trắng thì nhà thơ có thể chia sẻ cảm xúc khi mà mình sáng tác bài thơ này được không ạ? Bài thơ Tình Blue Trắng là bài thơ làm cách đây cũng hơn một năm rồi. Dạ. Thì ngay từ ngày đầu á, tôi thật sự là ấn tượng với đội ngũ y tế và lực lượng tuyến đầu ngày đêm tất bật, nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan cộng đồng và giành giật sự sống cho F0. Nên tôi đã mượn chiếc áo blue trắng là biểu tượng lương tâm, trách nhiệm và sự yêu thương trong sáng của người thầy thuốc đối với bệnh nhân, làm thành bài thơ Tình Blue Trắng. Qua bài thơ này, tôi muốn trân trọng bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng quý mến và tri ân của mọi người đối với đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng và lực lượng bảo vệ phục vụ tình nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch. Dạ vâng, với những thông điệp như vậy thì sau khi bài thơ của mình được nhạc sĩ Kiều Tấn Minh chắp bút phổ thơ thì tác giả thơ cảm nhận như thế nào ạ? Tôi thấy rất vui. Cách đây hơn một năm, khi mà vừa làm xong bài thơ Tình Blue Trắng, tôi gửi ngay bài thơ này cho nhạc sĩ Kiều Tấn Minh. Thì cũng trong ngày, nhạc sĩ Kiều Tấn Minh gửi lại bản ký âm của bài này. Và chúng tôi thống nhất với nhau rất nhanh và đồng cảm nhau rất nhanh về nội dung bài hát cũng như là nội dung của bài thơ. Sau đó cũng tìm mọi cách để phát hành. Đến một cái giai đoạn sau này thì dịch bệnh mỗi ngày có những tình hình mới, thành ra chúng tôi đã quyết định điều chỉnh bài thơ này cho nó phù hợp với tình hình mới về chống dịch. Thì tôi đã sửa lại một hai câu thơ trong đó, và nhạc sĩ Kiều Tấn Minh cũng thêm một số giai điệu mới vào bài nhạc để làm cho bài nhạc phong phú hơn, Tình Blue Trắng truyền cảm hơn, nói lên được nhiều tâm trạng hơn và gây được cảm xúc đối với nhiều người. Thì nhân dịp này tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Kiều Tấn Minh đã chấp cánh giai điệu trang chứa ân tình, làm cho bài thơ có cơ hội lan tỏa nhanh hơn, xa hơn, mang theo sự đồng cảm và lòng biết ơn của mọi người đối với đội ngũ y tế đang kiên cường chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch. Và tôi cũng mong được mọi người đồng cảm và ủng hộ cho những câu hát hướng về tuyến đầu của bài hát Tình Blue Trắng. Vâng, xin được cảm ơn nhà thơ Thục Nguyên rất nhiều với những chia sẻ xung quanh ca từ lời thơ của ca khúc Tình Blue Trắng. Còn với nhạc sĩ Kiều Tấn Minh thì khi mình phổ thơ cho ca khúc này, mình đã chọn cái giai điệu, cái tiết tấu như thế nào với cái phiên bản thứ hai này ạ? Cũng xin thưa với các bạn là ca khúc này được tôi viết dàn trải ở giọng La Thứ là chủ đạo. Với cái tiết tấu là slow song, và có lúc dằn xéo nội tâm thương cảm, mình chuyển sang giọng trưởng, rồi sử dụng cái đoạn coda, giọng thứ trở lại để kết bài, với tâm tình chia sẻ với các y bác sĩ, đi tĩnh lặng cười qua cái chiếc khẩu trang che kính. Phong cách sự sọt thì nó không nhanh, nhưng ca khúc này á, thì nó được cái là nó có một sự lan tỏa, là tôi đã diễn ở chương trình của Hội Âm Nhạc vừa qua, ở phiên bản 1, được phát trong cái chương trình Nhạc Việt Chủ Nhật của Chi Hội 3 Hội Âm Nhạc Thành Phố. Đồng thời vừa qua cũng đã được phát trong cái chương trình giao lưu với Đài Phát Thanh Truyền Hình Báo Bình Phước ở phiên bản 2, và cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và sức lan tỏa khá tốt. Nó cũng giống như là cái thông điệp mà nhà thơ đã truyền tải từ ở trong bài thơ. Quá trình thực hiện ca khúc của mình thì có khó khăn hay không ạ? Đặc biệt là trong mùa dịch Covid-19 mình thực hiện giãn cách xã hội, thì cái việc mà thu âm nè, rồi hòa âm phối khí cho một cái phiên bản thứ hai như thế này nữa, thì nó có gặp khó khăn, trở ngại và có kỷ niệm gì không ạ? Đúng là trong cái thời điểm mà thành phố chúng ta là đang có chỉ thị 16 để giãn cách đó mà, sự đi lại nó rất khó khăn lắm. Thì tôi và nhà thơ thống nhất với nhau là sẽ phổ thêm một đoạn nữa để bổ sung cho cái nội dung của cái ca khúc. Thì sau khi phổ xong xuôi rồi, khó khăn ở chỗ bây giờ không có một cái nơi nào mà có thể nhận kịp cái bài này để mà làm hết á. Tại vì đi đài không được.
Các bạn biết là tôi phải gửi bài nhạc này bằng mail á, ra khúc ở cạnh Khánh Hòa, Phú Yên. Một bạn hòa âm là Liên Hiệp để mà hòa âm cho tôi ca khúc này. Rồi phải chờ mấy ngày sau bạn mới quay trở lại. Và về ca sĩ thì phải nói là chúng tôi có muốn ca sĩ Quang Ngọc mà hát trở lại ca khúc này cũng không được. Dạ. Quang Ngọc ở trúc quận 12 thì cũng đã bị ở nhà rồi. Làm sao mà đi được. Dạ. Thế là tôi phải tìm ca sĩ nào mà có phòng thu tại nhà để mà nhờ. May mắn quá là tôi đã liên lạc được với nữ ca sĩ Hoài Quyên. À. Không có điều kiện thuận lợi là có được cái phòng thu ở nhà. Và thế là đã nhận lời để mà thu âm cái ca khúc này. Đó. Dạ. Cũng trải qua cũng gần 2 tuần thì tôi mới có được cái file audio của ca khúc này. Và sau đó là cũng nhờ người để làm lại một cái clip, một video gửi đi các nơi. Đó là cái quá trình và cái kỷ niệm, nhất là chỗ là ca khúc thì xuất phát từ Sài Gòn, bay ra trước ngoài Khánh Hòa, Phú Yên để mà hòa âm, rồi quay trở lại với tìm ca sĩ rồi mới có được một cái file audio. Dạ, rất là đáng quý với một cái sản phẩm âm nhạc trong một cái thời điểm đặc biệt như vậy ạ. À. Và có thể nói là nỗ lực của cả một ekip đúng không ạ? À? Để có thể ra mắt được cái phiên bản thứ hai này. Vậy thì chúng ta hãy cùng thưởng thức lại Tình Blue Trắng, sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Kiều Tấn Minh từ lời thơ của nhà thơ Thục Nguyên với phiên bản thứ hai do ca sĩ Hoài Uyên thể hiện nha. Lấp lánh ân tình Blue Trắng ơi, diệt xác COVID-2 quyết cứu người. Vào cả sáng từ đêm không ngủ, cay mắt mà lòng nghe vẫn vui. Lâu lắm không về thăm người thân, nhìn nhóm qua lăng kính trong ngần. Nhớ nhung ai sâu vào tim nhỏ, tay chạm tay sao bỗng bâng khuâng. Thôi nhé, chiều nay chẳng hẹn đâu. Bao người còn dịch bệnh đã đau, đã vương y nghiệp trên áo trắng. Trách nhiệm lương tâm đứng hàng đầu. Lo lắng riêng tư sợ gắng lại, chăm sóc bệnh nhân dành hết thời gian. Áo thiên thần sáng trong ma trận, thôi thúc tình yêu nước thương dân. Bệnh đang diễn biến khó lường, cả nước cùng chống dịch khẩn trương. Em vào tâm dịch, lòng không đau đớn khi trong tim vang tiếng gọi quê. Trên má đôi mắt hanh hao, đôi mắt tính lặng cười, đôi mắt hanh hao, đôi mắt tính lặng cười. Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình Âm nhạc tỏa sáng do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Âm nhạc Thành phố phối hợp thực hiện với chủ đề là Giai điệu từ trái tim. Chúng ta vừa nghe và cùng cảm nhận ca khúc đầu tiên từ nhạc sĩ Kiều Tấn Minh, đó là ca khúc Tình Blue Trắng nhằm tri ân y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc thứ hai, chắc là nhạc sĩ sẽ bật mí về ca khúc này chứ ạ? Xin thưa với các bạn, ca khúc thứ hai mà tôi mang đến cho chương trình của chúng ta, đó là ca khúc Thương. Dạ. Đề ca khúc này chỉ có một chữ thôi, là chữ Thương. Đây là một cái ca khúc bắt nguồn từ bài thơ của một người bạn là Lâm Xuân Thi. Dạ. Bài hát này thì nó bắt đầu phổ và hoàn thành từ tháng 5 2021 là một bài thơ Lục Bát của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Dạ.
Tôi cũng xin chia sẻ cái này. Chúng tôi á, có một cái giai thoại thú vị là hơn 40 năm chúng tôi chưa hề gặp mặt lại nhau. Tôi đang chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn thôi, ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Từ sau khi là ra trường phổ thông trung học từ năm 1977, thì tôi và nhà thơ Lâm Xuân Thi là bạn cùng học chung trường, chung cấp lớp của trường phổ thông trung học Dương Văn Trang ở quận 8. Cho đến khi tụi tôi nhờ cái Facebook á mới nhận ra nhau. Và thế rồi là thơ và nhạc, tức là bạn thì làm thơ và tôi thì hay làm nhạc. Thế là chúng tôi bén duyên nhau. À, ca khúc với nội dung một bài lục bát 16 câu bạn gửi tôi, như thông điệp về một trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ và đồng cảm với cảnh vật như cánh đồng rơm rạ, con sông dòng suối, mưa, trưa chiều, phía tối, và chuyển sang tình yêu đôi lứa thật nhẹ nhàng và đồng thắm. Dạ vâng, vậy thì với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta hãy cùng cảm nhận cái mối duyên thơ nhạc giữa đôi bạn thân, đó là nhạc sĩ Kiều Tấn Minh và nhà thơ Lâm Xuân Thi, trong một tình khúc rất là nhẹ nhàng, đó là ca khúc Thương với tiếng hát của ca sĩ Võ Thành Tâm ngay sau đây nhé. Thương sớm dạ, thương sớm dạ như cánh đồng, thương con sông nhớ lại sông suối xưa. Thương trời nắng nhớ ban trưa, thương khuya lắc nhớ đêm vừa khuya lơ. Thương em đợi nhớ em chờ, thương tay ấm nhớ đôi bờ vai em. Phù phép nhớ hiền linh, thương tâm thế nhớ cuộc tình con còn. Thương em khuyết nhớ em tròn, thương đôi mắt nhớ em còn đôi môi. Thương em đứng như em, thương hôm trước nhớ nhớ lại buổi hôm qua. Vâng, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc thứ hai từ nhạc sĩ Kiều Tấn Minh mang đến cho chương trình Âm Nhạc Tỏa Sáng ngày hôm nay. Chúng ta có thể cảm nhận là những cái lời ca, những giai điệu rất là giản dị, trữ tình, những cái chữ thương và chữ nhớ liên tục trong những cái ca từ giàu chất thơ ạ. Thương rơm rạ, nhớ cánh đồng, thương con sông, nhớ lại dòng suối xưa, thương trời nắng, nhớ ban trưa, thương khuya lắc, nhớ đêm vừa khuya lơ, thương em đợi, nhớ em chờ, thương tay ấm, nhớ đôi bờ vai êm. Với ca khúc này thì hình như là mình cũng giữ nguyên lời thơ trong bài thơ đúng không ạ? Đúng rồi, tôi đã cố gắng giữ nguyên lời của bài thơ. Chỉ bổ sung bằng những cái luyến lái, những lý lơ, cái sự lặp lại hoặc là đảo đi những cái cụm từ thôi. Nhưng mà cái cốt lõi thì không hề làm khác lời thơ theo cái nguyên bản. Ca khúc thì tôi viết với giọng chủ đạo là Rê Thứ. Một thoáng để chuyển sang giọng Rê Trưởng, rồi lại trở lại Rê Thứ. Một cách bóp ballad nhẹ nhàng sâu lắng và được chuyển tải bởi giọng ca ca sĩ Võ Thành Tâm mà các bạn vừa nghe đó, với cái nét mượt mà trầm ấm. Và ca khúc thì được diễn trong cái chương trình giới thiệu của Chi hội Sáng tác 2 Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa qua, và cũng như đăng trên kênh YouTube và cũng được cái sự lan tỏa khá tốt. Dạ, rất nhiều những cái tâm huyết gửi gắm vào trong mỗi ca khúc và mỗi MV của mình. Có thể nói nhạc sĩ Kiều Tấn Minh cũng là một nhạc sĩ mà gắn với nhiều ca khúc phổ thơ. Thì nhạc sĩ có thể chia sẻ thêm về cái bí quyết phổ thơ cho những cái lời thơ được chắp cánh trong âm nhạc của mình hay không ạ? Riêng về bản thân tôi, xin chia sẻ với các bạn, cũng như phổ một bài thơ của một tác giả nào đó
thì cái đầu tiên là chúng ta phải đọc kỹ bài thơ và hiểu được, và sau đó chúng ta áp dụng cái kiến thức âm nhạc của chúng ta để nhìn cái bài thơ này sẽ được phân chia bố cục và hình thức thể loại như thế nào khi chúng ta viết thành ca khúc. Có những bài thơ có nhạc liệu sẵn, chúng ta không cần phải sửa chỉnh gì hết về lời của nhà thơ. Nhưng ngược lại cũng có những cái bài thơ chúng ta cần phải cân đối để cho hình thức âm nhạc nó được chỉnh chu. Ví dụ như phải có đoạn A, đoạn B, hoặc là đoạn A rồi A phẩy, rồi B phẩy. Nhưng một cái đoạn coda đó là kết thúc, nếu mà bài thơ nó dài. Đó là những cái mà chúng ta phải cảm nhận được ở trong một cái bài thơ. Và đồng thời chúng ta cũng phải đọc kỹ bài thơ để hiểu coi thông điệp mà của nhà thơ truyền đến cho chúng ta là nội dung như thế nào. Trong đó nó có những cái ca từ gọi là những cái lời thơ đó, thì lúc nào thì là hờn giận nè, lúc nào là thương yêu nhung nhớ nè, hoặc là lúc nào thì hờn trách nè. Căn cứ vào những cái đó mà chúng ta áp dụng âm nhạc chúng ta, cái giai điệu của chúng ta vào trong những cái từ, những lời thơ như vậy. Và tôi nghĩ rằng mỗi một cái nhạc sĩ khi nhìn một bài thơ sẽ có một cái góc độ phổ riêng, cách riêng của mình, nhưng mà nói chung chúng ta sẽ cùng có một cái cảm xúc để nâng cái bài thơ thành một ca khúc hay. Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ từ nhạc sĩ Kiều Tấn Minh về những cái ca khúc phổ thơ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng cảm nhận mối duyên thơ nhạc của nhạc sĩ Kiều Tấn Minh và nhà thơ Lâm Xuân Thi trong ca khúc Thương với tiếng hát của ca sĩ Võ Thành Tâm nha. Thương sớm dạ, thương sớm dạ nhớ cánh đồng, thương con sông nhớ lại sông suối xưa. Thương trời nắng nhớ ban trưa, thương khuya lắc nhớ đêm vừa khuya lơ. Thương em đợi nhớ em chờ, thương tay ấm nhớ đôi bờ vai em. Thương mây xăm nhớ, nhớ mây bay một mây. Thương phù phép nhớ hiền linh. Thương tâm thế nhớ cuộc tình con. Thương em khuyết nhớ em tròn. Thương đôi mắt nhớ em còn đôi môi. Thương em đứng như em ngồi. Thương hôm trước nhớ, nhớ lại vội hôm qua. Thương hôm trước nhớ, nhớ lại hồi hôm. Cảm ơn các ca khúc mà nhạc sĩ đã mang đến cho chương trình Âm nhạc tỏa sáng ngày hôm nay. Sau những ca khúc này và đặc biệt là trong cái tình hình bình thường mới của thành phố chúng ta thì nhạc sĩ Kiều Tấn Minh đang ấp ủ những dự định gì ạ? Cũng xin chia sẻ tâm tình với các bạn. Vì là một nhạc sĩ sáng tác thì hiện tại chứng kiến thành phố của chúng ta và cả nước để chung tay phòng chống dịch bệnh. Bây giờ thì chúng ta đang dần dần ta khống chế được và bước vào cái nhịp sống trở lại bình thường. Tôi dự định là sẽ ra một cái album về chủ đề phòng chống dịch bệnh. Cái hoài bão của tôi là lưu lại cho thế hệ cháu của chúng ta sau này đó. Con thì đương nhiên là con nó đã lớn rồi, nó đã biết rồi. Cùng gánh với mình rồi. Nhưng mà cái thế hệ sau này là cái thế hệ cháu của chúng ta đó. Nó phải biết có một cái thời gian mà cả cái đất nước và cả cái thành phố này nè đã trải qua một cái cảnh trạng như vậy đó. Từ sự chia ly nè, tử vong nè, từ nhiễm bệnh nè. Vân vân, từ sự đoàn kết của toàn đảng, toàn quân, toàn dân để cùng nhau mà chống dịch. Từ đó chúng ta giáo dục lòng yêu nước, yêu đồng bào,
trên cơ sở ra sức cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam. Dạ. Và hiện nay thì tôi cũng đã tập hợp lại một số ca khúc. Cái ca khúc đó thì tôi cũng đang thành một cái album cộng tác với một số nhà thơ mà tôi đã phổ. Dạ. Đồng thời cái album đó tôi cũng gửi đi một số nơi, ví dụ như Đài rồi thành phố Hồ Chí Minh nè, Bình Phước nè, rồi Cần Thơ nè, rồi Đồng Tháp, Trà Vinh, rồi thậm chí gửi ra ở ngoài Hà Nội là cái chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Dạ. Để mà mình đóng góp thôi, để mà có những cái điều mà mình chứng kiến tại thành phố là mắt thấy tai nghe mà. Dạ. Cho mọi người cùng biết, cùng chia sẻ với nhau. Đó là những cái ấp ủ của tôi. Dạ. Và đồng thời những ca khúc tình cảm thì đương nhiên là tôi vẫn tiếp tục hoạt động trong cái lĩnh vực của người nhạc sĩ thôi. Dạ. Cảm ơn những tâm tình từ nhạc sĩ Kiều Tấn Minh và hy vọng là những sản phẩm âm nhạc của mình sắp tới, đặc biệt là một cái album về những ca khúc phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ là cái liều thuốc tinh thần để cổ vũ cho nhân dân chúng ta trong việc phòng chống dịch bệnh ạ, và cũng lưu lại một cái thời khắc đáng nhớ của thành phố cũng như là của đất nước của chúng ta thông qua những giai điệu của âm nhạc ạ. Chúc nhạc sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe, nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo để có thể tiếp tục mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm âm nhạc mới và cũng có thêm nhiều giải thưởng cho mình trên con đường âm nhạc nữa ạ. Cảm ơn bạn đã có lời chúc và cảm ơn chương trình, như cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe. Dịch bệnh đang diễn biến khó lường, cả nước cùng chống dịch khẩn trương. Em vào tâm dịch, lòng không đau đớn khi trong tim vang tiếng gọi quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình âm nhạc tỏa sáng ngày hôm nay theo chủ đề giai điệu từ trái tim cùng với khách mời là nhạc sĩ Kiều Tấn Minh cũng xin được phép khép lại. Xin được nhắc lại là các ca sĩ, các nhạc sĩ muốn tham gia chủ đề giai điệu từ trái tim có thể gửi văn bản và audio ca khúc hoặc là đường link video clip đã dàn dựng hoàn chỉnh gửi về cho Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh thông qua địa chỉ email là kakhucmoi@gmail.com hoặc là gửi qua Messenger tin nhanh thuộc Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Âm nhạc tỏa sáng cũng như là chủ đề giai điệu từ trái tim ngày hôm nay. Biên tập chương trình Nam Hiệp cùng với nhạc sĩ Kiều Tấn Minh và những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thôi nhé, chiều nay chẳng hẹn đâu, bao người còn dịch bệnh đớn đau, đã vương y nghiệp trên áo trắng, trách nhiệm lương tâm hàng đầu, lo lắng riêng tư giờ gác lại, chăm sóc bệnh nhân dành hết thời gian, áo thiên thần sáng trong ma trận, thôi thúc tình yêu nước thương dân. Bệnh đang diễn biến khó lường, cả nước cùng chống dịch khẩn trương. Em vào tâm dịch, lòng không đau đớn khi trong tim vang tiếng gọi quê trên má, đôi mắt hanh hao, đôi mắt tính lặng cười, đôi mắt hanh hao.